Yo, và chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Adagaming. Và hôm nay mình sẽ tiếp tục với cái GTA 5 Roleplay này. Và đây là ngày đầu tiên mình làm cảnh sát nha các bạn. Thì vào buổi tối hôm qua mình đã được trao phù hiệu rồi, nhưng mà tối quá không có đi làm được. Thì hôm nay đây là ngày đầu tiên mình làm cảnh sát. Và yên tâm đi là lần này mình sẽ làm rất là trong sạch, không có ăn uống này kia đâu, các bạn cứ yên tâm nha. Bây giờ để mình vô mình kiếm ông sếp cái đã. Alo sếp ơi. Sao, sếp ơi, đây, hôm nay em đi làm được chưa sếp? Được chứ, hôm nay là ngày đầu tiên anh đi làm đúng không? Thì đúng rồi sếp. Đi kéo xe với lại đi viết giấy phạt cho mấy xe đậu xe quy định ha. Rồi ok sếp ơi, khi nào em mới được chạy qua đường em tuần tra em bắt người ta sếp? Tầm 2-3 ngày nữa sẽ có người hướng dẫn anh và cách anh làm việc. Rồi ok sếp, vậy để em đi đeo phù hiệu với mặt đồng phục lên. Đây, bây giờ đi qua kia lấy xe hả sếp ơi, lấy xe cẩu hả sếp? Đúng rồi. Ok. Thì hiện tại là mình đã biết cái tin là Blue Kim với là Khang đã thả Bi ra rồi nha các bạn. Và cái điều đó mình cũng không có ngờ trước được luôn nha. Cho nên là bây giờ mình cần phải từ từ, mình làm cảnh sát từ từ mình mới tìm cách mình tìm lại Bi các bạn. Yên tâm đi, không chạy thoát được đâu. Đây là con xe kéo. Hình như nó hơi chật, so với cái chỗ này nó vừa khít luôn á trời. Ủa, sếp đi với em hướng dẫn em hả sếp? Đúng rồi. Ok, được, vậy được. Và cái vấn đề mà mình cẩu xe với lại viết phép phạt đó sếp, là khi nào mình viết phép phạt, khi nào mình cẩu xe về đồn luôn? Khi nào nó đậu sai quy định với lại đậu không đúng á, thì cứ viết phép phạt xong thì cộng đầu xe nó về thôi. Ok sếp. Có nghĩa là nó đậu sai mình sẽ viết phép phạt, xong rồi mình đứng đó mình tìm chủ nó, nếu mà không có thì mình cẩu về luôn. Đúng rồi. Xe em đã drip ghê không? Trời ơi, xe nào cũng đã drip được, hơi bị đỉnh. Từ từ thôi, lát tôi đưa vô bệnh viện tiếp à. Sao đó sếp, bình tĩnh sếp ơi. Đầu tiên mình sẽ lượn qua khu bệnh viện trước ha, để xem có ai đậu xe sai không. Nói chung là cái này nó hơi tốn thời gian xíu các bạn. Sao hôm nay khu này đậu im ắng quá vậy? Ôi, đậu gọn gàng lịch sự phết. Nay đậu mọi người đậu xe, không có chiếc xe nào đậu ngoài đường luôn. Thường thì tôi đi tuần là tôi thấy đậu khắp nơi la lết tùm này lum. Này sếp có con xe chảo nè sếp. Đấy chết rồi, sợ tôi thợ nằm viện lắm nha. Ngày nào đâu nằm viện hết rồi. Mình là xe 4 bánh, con kia là xe 2 bánh. Thì mình tông nó kiểu gì nó cũng té thôi sếp, yên tâm. Để coi bây giờ em chạy qua bên khu bán xe nữa xem. Hôm bữa mới bị giam chiếc ở đây, cay lắm sếp à. Nó dặn thằng kia là được cái giam rồi, nó vẫn giam xe em. Ở đây trống luôn, đây không có một chiếc nào luôn. Có mấy con xe vàng, xe vàng này là xe dạng... Thì nhớ thấy con xe đậu đàng hoàng, đậu theo quy định như đúng không? Không, con xe đó con xe vàng khè á sếp, xe nhỏ xíu vàng khè sếp, bắt không được đâu sếp. Xe của mấy thằng chùm á. Mấy con xe đó là mấy con xe VIP á các bạn. À đây, kìa, sếp, thấy giùm sếp, mọi người sếp ơi. Còn rồi. Ê, con bò đi lạc sếp ơi. Con này không bò mà đúng không ta? Bò đó sếp. Rồi, bây giờ mình kiểm tra xe đó của người chủ nhân nó là ai rồi sao sếp? Mở cái computer lên rồi đập quy mở computer xe. mở bấm đâu á sếp ơi? Xe này em không biết nút đâu hết trơn sếp ơi. Nút thì có trên xe á, có hướng dẫn trên xe. Trời, nó toàn tiếng gì đâu không mà sếp, sếp nói cho em nghe luôn lúc nào đi sếp. À F7 hả? Ok, F7. Ô oh. Rồi, sếp đọc cho mấy biển số luôn sếp ơi. Ok. Nhanh cái tay, nhanh cái chân lên. XU. Cái gì? XU 80902. Cái gì U sếp? X. À XU hả? XU 80902. À sao cũng đẹp á. Mình tưởng nó U nan U sơ là B700R Nguyễn Vinh. À chưa có bếp phạt luôn. Sếp ơi, xe này bây giờ chưa có cái phạt, sếp ơi, bây giờ mình sao sếp? Mình có phạt cho nó mà mình tìm chủ nó hả? Như đây là... Nói chung cái này tập hóa nè, tập hóa của thanh niên luôn nè. Bò lạc mình đem về mình chạy được không sếp? Nếu chạy được thì mình lên xe mình chạy luôn. Mấy con này đậu sai là phạt 3.000 đúng không? Hay là phạt bao nhiêu? Tối đa mấy con này mấy con này nhà giàu thì cứ phạt 10.000 đi. Rồi, đã phạt 10.000. Rồi bây giờ mình cẩu nó về luôn hay là sao? Hay là để em cầm cái loa lên em la xem
Mời Để lên chủ xe ngồi nhân thử anh, nếu của lên xe ngồi phương được thì tiện đẹp vậy. màu xanh lá cây đậu giữa đường ra đây làm việc. Rồi, chủ xe khóa rồi thì cứ thế mà đem về thôi. Đem về luôn hả sếp? Ok. Đúng rồi. Xe này ngon. Mà mình không mình ở đây mình đâu có đồ cậy khóa đâu hả Chắc sếp. không có đồ chuyển hóa được rồi, chiếc xe này dàn dào quá mà. Cậy. Chán. Để coi cậu đích hay cậu ở đâu. Cậu đích đi, đừng cậu đích đi. Sếp chơi kỳ sếp. Từ từ để em cậu, để em cậu. Em hỏi em cậu xong em đi lượn bên khu kia cho mấy anh kia nó coi cho nó sợ. Thôi lên lên Ủa, đó. cậu đích mà sao đổi cổ đầu rồi? Đâu em cậu đích đó sếp. Chắc tại sếp bị sao á. Em cái đang cậu cái thích nữa. Câu này về. Con này mà cẩu xong mà về chắc nó banh cái mỏ nó luôn á. Các bạn nhìn đó, thật là siêu xe mà bị cẩu mà tội nghiệp cực kỳ luôn. Rồi nha, để mình lượn qua bên khu đây đây, để em chở sếp lượn một vòng bên khu bệnh viện nha, để mình thị Ok. uy này thì Ta Lamborghini. có thể đưa cái cần câu lên tí được không? Nhìn con bò Đó, tội quá. em đưa lên rồi mà sếp, em đưa lên cái mỏ nó cà xuống đất luôn mà sếp ơi. Đang Đừng vô thấy cao con lắm bò nó nè. tội. Để em hạ xuống xíu. Không không hạ được rồi các bạn, không hạ được luôn rồi. Này thì bò. Cái này là đem bò đi đi làm. Này là dắt dắt bò về chuồng sếp ơi. Đó, này thì bò, đâu rồi? À, không có ai luôn hả? Thôi mình lượn vòng. Ê, có con xe trắng nó đậu sai rồi sếp. Xe trắng nó đậu trong cái khu vực xe cấp cứu rồi sếp. Đâu 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 À, đó đó, bên trong thấy không? Có con xe trắng đậu xe trong khu vực xe cấp cứu á. Thì để em về em hốt con bò này về, em ra em hốt con đó. Để hút bò đi về thôi. Bò này mà bò vô chủ rồi mình có giá nhưng mà tiếc cái là nó có chủ sếp ơi. Nếu mà nó không có chủ thì mình đem về là Để nó của hôm mình nào luôn. sếp sếp thích xe không, để hôm nào em đá cho sếp 2 3 chiếc rồi sếp cho em lên chức lẹ lẹ để em đi tuần cho nó sướng sếp, chứ đi cái xe hoài mệt lắm sếp ơi. Ủa khoan sếp, cái chỗ này mình đi vô vườn sếp. Không 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 lọt, không lọt đâu, không lọt đâu, không lọt đâu. Không lật hả? Không lật hả? Đây để em đi, để em đi Đi vườn đường vòng cam. đi, đi đường vòng đi, đường, đi đi đường vòng đi. Từ sếp ơi. Bậy nha, đèn đỏ đấy. Điện đỡ gì đường một chiều. Cái chỗ kia nó chưa vô không lọt các bạn ơi. Cái đầu nó chưa vô lọt nhưng mà cái phần thân nó bự quá nó chưa vô không có lọt. Rồi, vô. Còn gì nữa đâu mà bò với lại Lamborghini. Rồi xe vi phạm mình đậu để đây luôn hả sếp? Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Rồi xuống. Ai, xong 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 sếp ơi, xong sếp ơi. Bây giờ sếp ngồi trên em đúng không hay là sếp đi luôn? Đi luôn, đi luôn, đi Đi chung. luôn à? Đi qua bên bệnh viện nãy mới thấy con chiếc nữa. Duy ơi, Hả sao sếp? ổm tôi có nghe nói chuyện với sếp Hào á, trong cuộc phỏng cái gì ta, trong cuộc hội đồng của cấp cao á. Sao sếp? Tôi có gặp riêng anh Hào để nói chuyện là anh từng làm cho thị trưởng trực bi đúng không? Sao sếp biết? Ông kia này nhìn đầu chọc chọc nhưng mà cũng nhiều chuyện phết. Trời. Thì có hỏi qua sơ sơ để biết cái mà. Trời, có chuyện gì ông sếp? Nè, bữa Giờ sếp có một nào? phi giờ tôi có một cái phi vụ cho anh nè. Lại nữa, ví dụ gì sếp? Sếp nói Nói luôn. tại tôi nghe bên băng đảng The Ballad nó có cái kho hàng vũ khí rất là hạng nặng nhưng mà bây giờ không có tìm được người thích hợp. Rồi từ từ sếp. Sao sao á? Cái gì? Anh ơi, vậy em ở chỗ kia em quên mất em không ấn cái dạng xe ra thế là Sếp có nghe nó nói gì không sếp? Em không nghe gì sếp ơi. có xe nào mà màu cam của em đi không? Yêu cầu đồng Đợi chí tôi nói lấy lớn nha. lên tôi không có nghe rõ. Em vừa đấy bị chết ở đoạn kia, thế là có thằng nó ăn trộm mất xe xong nó cầm ở đây, chắc anh thu mất xe của em rồi. Cái này thì tôi không biết, Dạ. tại vì nãy giờ tôi không thấy xe nào đậu vi phạm ở đây hết trơn á. Vừa Mật lấy độ ghê quá. em gọi ra em ấn tìm Rồi, nó xe gọi trắng đâu rồi? thu rồi. Xe trắng này của ai đây? Xe trắng này đậu đây đâu rồi?
Sếp ơi, bên này có con xe trắng nó đậu vậy là sai đúng không sếp? Đây là chỗ cấp cứu mà. Đúng rồi. Giờ anh giải quyết chuột ở đâu? Thì bảo hiểm xe ha, anh đến được sở cảnh sát thì có người hướng dẫn anh để làm thủ tục và lấy xe lại ha. Vâng. Xe này cũng được á sếp, nhưng mà xe này nó cũng hơi ngon ngon, mình phạt 5.000 được không sếp? Thôi đổi trước bệnh viện thì 15.000 thẳng tiếng. 15.000 luôn hả? Có cậu về luôn không sếp? Mà tối đa có 10, tối đa có 10.000 à sếp ơi. Tối đa 10.000 nhưng mà giết 2 lần. À, được luôn. Được, được được được, để em giết cho. 10.000. Con xe nó biến mất rồi sếp. Nhưng mà không sao, em viết giấy phạt rồi, em viết giấy phạt rồi. Thôi đi sếp ơi, sao nãy sếp nói gì vậy sếp? Thôi đi đi đi. Thì chưa nó dành chỗ kìa. Thấy chủ xe rồi kìa sếp, nó la nó phạt. Nó la phạt 10k kìa. Đậu xe sai vị trí nha, chỗ đó là chỗ của xe cấp cứu. Ông sếp kêu phạt tới 15k lần đó, coi chừng á. Rồi nãy sếp nói gì, nãy sếp nói gì sếp? Nãy tôi nói là bên The Ballad á, nó đang có một cái phi vụ, thì nó đang là làm về bất hợp pháp về vận chuyển vũ khí á. Có luôn hả? Em thấy tụi nó ngoài cái việc mà hơi đen hơi hôi ra, đầu nó hơi trọc, thì em thấy nó có làm gì đâu mà có vụ vũ khí lậu luôn, gác về sếp. Vũ khí lậu với lại mấy cái khẩu vũ khí đó là nhập khẩu từ thị trường Trần Bi, thị trường cũ á. À, có ăn chơi vậy luôn. Được, được, được. Vậy là bây giờ sao sếp nói rõ cho em đi. Bây giờ tôi muốn anh cà trộn vào bên bên đó để thu nhập chứng về rồi anh đòi cộng đầu cái hàng chùm cuối về. Chùm cuối hả? Chùm cuối theo như em biết là dạo này thằng đó nó đầu quân, nó đi làm cho nhà nước rồi, mà không ngờ thằng này nó ghê gớm đi. Hình như thằng đó là đi làm cho nhà nước rồi, cái hàng chùm cuối mới lên á. Vậy bây giờ nếu mà em làm em có được thưởng gì không sếp? Nói chung được thưởng thì chắc có được thưởng á, từ tổng thống thôi. Sếp ơi! Sẽ có tổng thống mới. Ủa không, con xe này có thằng ngồi. Tưởng đâu có thằng ngồi. Chết với em. Sắp tới có tổng thống mới rồi, để có xe nằm trong cửa hàng quần áo kìa. Xe này phạt luôn hả sếp? Đúng rồi, đang hùi hùi lùi luôn. Hình như có thằng kia nó đang ngồi bên trong, nó thay đồ sao á. Yêu cầu chủ xe ra làm việc nha sếp. Kêu nó xe ai vậy, xuống hỏi xe. Đây. Cho hỏi chủ sở hữu. Đứng nó thay đồ thì hỏi nó xe của anh. Ê anh bạn. Ê. Ông sếp ông ơi. Ê. À chào anh. Cho chúng tôi hỏi là xe này có phải của anh không? À, xe anh đậu sai quy định nha. Rồi đậu qua bên kia cho đúng đi. Đường sau là vàng mà ha. Ủa gì mình đâu cần viết vé đâu hả sếp, mình nhắc nhở thôi, thấy cũng tội nghiệp. Đúng rồi. Ok rồi, thôi vậy bây giờ em đi về. Trời ông buồn rồi, ông trời ông buồn là em thấy sắp tới thời em mà sếp ơi, đi về lẹ sếp ơi. Ông khóc một hồi là tới thời em á. Vậy á, thôi đi chú anh. Ok nha, lần sau đậu đúng vị trí vô nha. À, nói chung là mình là công dân lương thiện mà, riêng mấy con bò thì mình bắt về thôi. Còn mấy con mà xịn xịn thì mấy con mà thường thì thường thưởng thì chắc chắn là sắp tới có tổng thống mới lên thì anh làm nhiệm vụ đó sẽ được tổng thống thưởng ha. Còn chưa biết một mũi tổng thống mới là sao nữa sếp. Ồ dưới này có cái vụ mới nè các bạn. Chắc chắn là một người nào đó mà chúng ta cái chỗ đó mà... lúc trước nó xây dựng mình thấy bây giờ nó có không cái gì chuẩn bị ha. Chạy cái gì đâu mà tạt đầu xe người ta vậy? Nằm dưới gầm xe à bạn ơi. Ê, chạy không được chạy vậy, chạy cho đàng hoàng nha. Láo thiệt. Sếp ơi, nó chảo rồi sếp. Nó chạy nó tạt đầu xe này, rồi sếp. Cái này là phải xử lý rồi. Rồi bây giờ để mình về mình cắt xe các bạn ơi, rồi bắt đầu một hồi mình đi tuần tiếp chứ. Bây giờ xe mình nãy giờ mình giận hơi nhiều, đi tuần cũng hơi nhiều, đi lượng hơi anh nhiều. Anh có nghe cái gì không? Nghe gì sếp? Anh có nghe cái gì không? Chứ tôi nãy giờ tôi nghe tiếng quanh đây có gió đó nha.
Ủa là sao sếp? Đã em nghe gì đâu, làm gì nghe gì đâu chứ. Thôi bây giờ mình đổi ca cho đồng chí kia đi trước rồi một hồi mà tới mình tiếp. Từ từ, ai tới rồi sếp ơi, Sếp, anh ơi đi đâu đó anh, Tao dám xe tao. Thằng đầu chọc bên này nè, cái thằng đeo cái túi á, nãy nó kêu em giam á, thằng đầu chọc á. Ra là mày. Tao mới định thì giam. Xe này có anh trai hả anh trai? Mày dành chiếc xe mà không có xe của ai mày giam mà. Trời ơi, biết bao nhiêu chiếc ngoài đường anh, nói chung là xe này đậu sai nha, đậu trước cửa hàng mà đậu ngoài đường cho nên là lấn chiếm lòng lề đường. Em đem về đây em giam, nhưng mà hồi nãy đem về rồi cái tự nhiên cây gậy nó rớt vô cái xe anh, nó hơi bị bể xíu anh thông cảm nha. Khỏi nói đi từ xa là tao thấy tụi bay đang đập xe tao. Làm gì có, thằng nào đập, vậy? Thằng nào, thằng này đúng không? Mày đập đúng không? Đó đó, nó né né, thằng nó đập á, Gì sếp, sao sếp? Nói vậy không nghe sếp ơi. Thằng này mình đấm nó luôn không, cho nó nằm viện luôn không? Từ từ sếp ơi, nãy em thấy nó đi có đàn em nó sếp. Đụng nó không được đâu sếp ơi. Mình có súng, anh em có súng mà sợ gì. Từ từ sếp bình tĩnh sếp ơi. Anh trai ơi, bây giờ mà anh trai vô đóng phạt nha. Đóng phạt để chuột xe về không thôi là em giam xe luôn á. Giờ còn cái phần chạy xước hay sao? Đâu, cái này là do xe anh đậu ngoài đường bị mấy thằng trẻ trâu nó phá, cái gậy nó tự rớt vô á. Ê, thằng kia đập kìa, thằng kia đập. Rồi, nó chết. Rồi. Anh cứ nhớ mặt nó cho em. Đây đây, mời anh vô đây đóng phạt. Em lỡ làm rớt cái gậy anh ơi. Một hồi anh lấy cái viên đạn á, anh lỡ làm rớt vô đầu nó nha. Kìa đông kìa, trời ơi đông kìa, đó. Tao nhớ hết rồi. Bên này là băng Ballad nha các bạn. Cái chỗ cửa hàng 247 là của Ballad. Nguyễn Vinh cũng là của Ballad luôn. Ballad mình có gặp mấy lần rồi nhưng mà đây đây, mời anh ký giấy đóng phạt rồi anh ra về được rồi á. Xong chưa anh trai ơi, xong chưa anh? Rồi. Khoan anh ơi, ở đây em thu thêm tiền kéo xe về nữa nha anh. Tiền phạt là riêng, còn tiền kéo xe về là riêng nữa nha anh. Mời anh đóng phạt thêm 20k nữa anh ơi. Cho xem biên lai cái. Đâu, biên lai lúc nãy anh ký rồi đó, cái còn cái tài xế nó ăn vậy đi chứ. Tiền phạt á là tiền viết trên xe, còn tiền kéo về đây là tính tiền xăng xe này kia nữa, là tính thêm tiền đó. Thằng sếp này nó đưa ra giá thôi kìa, em không biết đâu. Đây đưa tiền, đóng tiền anh ơi, đóng tiền rồi anh mới được lấy xe ra anh ơi. Là ký rồi đó, đi kiện đóng phạt thôi. Đóng tiền anh ơi, đóng tiền kéo xe về nữa anh. Tại vì nếu mà viết giấy phạt không á. Là... Dạ thằng sếp anh mới đưa giá là 150k kìa anh. 150 sếp ơi, 150 cho nó chọn, 150 đi, 150k ít quá. Ok, được 100.000 rồi nè, còn 30k nữa anh ơi. Còn tới 5. Rồi ok, đủ rồi nha, ok rồi. Đi về đi, mời anh đi về thường lộ bình an. Ok, bye bye anh. Tôi bắt bộ đồ đó, còn chuyên nãy chứ háo bộ đồ đó tới là coi chừng á. Nhớ đây, nha. Đây, đây, không có chơi, không có chơi vậy nha. Đi về đi, không có gặp gừ vậy nha. Ok, đó mình quay trở về cái ca của mình nha các bạn. Đi đâu? Đây, để nó vô nó lấy xe đi sếp ơi. Đây đây, mình vô lấy xe, mình vô lấy xe. Mình thằng này khá là nguy hiểm nha. Cái chuyện anh em vô đông quá vậy. Nó bên Ballad đó sếp, nãy sếp sếp kêu sếp cài em vô, nó bên Ballad đó sếp. Mấy ngày nó giang hồ lắm sếp ơi. 5 minutes later. Ok các bạn ơi, hiện tại là mình đang trong cái radio của bên cảnh sát nha các bạn. Thấy đúng không? Bây giờ thấy đúng không? Dọc bình luôn đó. Đúng không? Không biết. Xe này quen. Không nhìn mỹ xe nó rõ. Xe này quen lắm. Chú ý nhau đi. Xe này quen lắm. Thấy một chiếc hắc siêu của màu đỏ của Blue là của nó. Ui, mọi người ơi, trong thành phố có con xe màu đen chạy quá tốc độ chạy ghê đó mọi người. Rồi để nó chạy cao tốc luôn không? Nó chạy từ hướng cao tốc bệnh viện về á, chạy nhanh lắm. Ai ở trong thành phố đó? Đây, cho tôi đây. Đang về nha. Yêu cầu một chiếc xe cẩu lên cẩu một chiếc xe này xe gì đây? Một chiếc gọi là xe dòng xe sport nha, màu trắng. Có liền, đang gần bệnh viện, để xíu lên liền.
Biển số xe là GF 86250. Ok, trên cao tốc đoạn nào á đồng chí ơi? Cao tốc đoạn Winnewood Hill đó, từ casino chạy thẳng lên một tí là gặp à. Ê, các bạn ơi, cái tuần tra của ai vậy? Từ mình thấy cái gì đó nó đi theo mình nè các bạn ơi. Mình thấy con xe xanh xanh nãy mình tất phát đẩy ra bên cõi biên giới đó, cái chỗ mà ngôi giới giữa hai bên thành nó dí theo mình kìa. Từ mình tắt cái kênh radio rồi đó. Nói chung là trong này thì các bạn sẽ có cái kênh radio của cảnh sát để làm việc với nhau ha. Nó đi dõi mình kìa. Này, đây là casino nè, xong rồi từ cao tốc đi lên một xíu thì mình thấy được mấy cái chấm trên bản đồ rồi nè, mấy cái vị trí tín hiệu GPS của đồng đội mình á. Nó sẽ cảnh sát về kìa. Giờ mình lên mình cẩu xe về. Ê, các bạn có nghĩ giống như mình là nếu mà tập sau các bạn nào muốn mình giả bộ mặc thường phục, xong rồi mình giả bộ mình tới mình đi cẩu xe mấy con siêu xe đem về không ta? Mình đem về nhà mình xài luôn được á ha. Trời. Đây tôi tới đây nè đồng chí ơi. Ờ đây đây chiếc màu trắng đó. À, đây, cậu đây. Nó về đường đi. Cậu về luôn đúng không đồng chí? Đúng rồi, nhớ phạt nó nha, biết mấy phạt cho nó nha, chạy quá tốc độ. À đây đây, để ghi phạt cho nó. Bao nhiêu tiền đó đồng chí? 10.000 10.000. 10.000 á, đây tôi 10.000. Tôi tiền nhầm đồng chí 10.000 nha. Rồi, đặt tiền nhầm luôn nha. Ok. Ở đây tôi xử lý xong rồi đó. 10.000. Thêm cái nữa. Rồi, 10.000 hai lần rồi đó đồng chí ơi. Ok tôi đi nha. Rồi. Ok, kéo về đường đi. Ban. Này thì quá tốc độ. Vật liệu sử dụng hay vật liệu ghê bà. Bác sĩ đã tới rồi nha. Rồi. Ok, chào đồng chí nha, tôi đi đây. À, đây các bạn. Mình có thể cẩu được xe ha, thì mình đang suy nghĩ. Bên kia nó đứng nó me sẵn luôn kìa. Nó dừng nó me sẵn luôn kìa. Xe này con không về rồi. Xe này con đi xe lắc xe lơ luôn. Nếu mà mình mặc thường phục, xong rồi mình vô nghe lén cái radio, xong rồi mình đeo mặt nạ vô, mình nói cái giọng khác, cái giọng như thế này nè các bạn đó, xong rồi mình kêu là mình ở một cái công ty, à em ở một cái công ty vận chuyển chuyên kéo xe cứu hộ cái kiểu, mấy anh có cần em kéo không đó, xong mình ra mình kéo mình đem về luôn, hợp lý. Mình kéo mình đem mình trốn luôn, thì mình đeo mặt nạ mà mình đổi giọng nữa thì không ai biết được mình đâu. Mấy người cứu hộ mới dí vào mình kìa, mình dọn đây thử coi nó có dí nào không. Ở đây thấy thiệt rồi các bạn, ở đây thấy thiệt rồi các bạn ơi. Oh no. Ôi, xe người ta trời ơi. Xe trắng nó rộng thần quấy đuôi. Ê, nó bắn kìa. Nó bắn mình kìa. Ôi, con xe trắng nó rộng thần quấy đuôi. Trời ơi. Nè, bình tĩnh nè anh ơi, bình tĩnh. Cái gì? Ôi, xe trắng nó quật kìa. Quật còn hơn nghiệp quật nữa. Oh no. Hello, là báo cáo các đồng chí. Hello, nghe. À, tôi đang hướng về phía bệnh viện, có vài thanh niên đang đuổi theo, cầm súng bắn vào xe. Ok, em về buồn anh ơi. Ok, đây bệnh viện, đi về. Anh sẽ bắn đi các bạn ơi. Chửi. Yêu cầu tất cả xe tuần tra hỗ trợ này, tại vì bên biên giới đang không có xe qua lại đó, cho nên là mình có thể có quyền hỗ trợ nha. Hãy nhanh tốc độ lên. Láo mày. Để vô cây. Láo. Trời ơi anh. Hỗ trợ em chị Bình ơi. Trời ơi anh à. Bủ ơi, quay lại cửa biên giới nhanh lên Bủ ơi. Cái này nó nhanh nữa hả? Bạn giam, tại hai lắm. Chết rồi, chưa gì ông xếp ông kia mà là vô bên ba lát làm, gọi là làm gián điệp mà chưa gì qua lát nó ghi mặt nó dí cho chết luôn. Anh trai nói nghe, anh trai ơi mình đâu có thù oán gì đâu anh trai. Xe đen cũng bóc ra xe vậy anh trai ơi, mình tới đồn cảnh sát lên anh trai ơi. Ngon mày dí nó đi. Gì đồn mày nhớ mày nhóc ác. Ờ cảnh sát tới kìa. Ê, nó vô bên trong đồ luôn kìa. Mình trong người mình có súng rồi, mình có súng rồi, mình láo mày. Mày nó dám vô. Ừ. Ok, cái này nó láo thiệt luôn các bạn. Rồi, mình được một con xe rồi. Xe này xe gì ta? GF 86250. Bridgestone. Xe này nhìn đẹp chưa? Con này nó nháy cái con
cái con gì ta, có một cái con ngoài đời nó cũng mua trần hai chỗ giống vậy nè. Ui ui, tiếng máy nghe cũng hay phết đó các bạn. À, thôi bây giờ mình sẽ đi tầng tiếp nha. Để xem coi là khu bệnh viện có ai không, mình sẽ túc trực khu bệnh viện. Nói chung là cậu càng được nhiều xe thì càng được lên chức mau mau thôi á mà. Ok, tiếp tục cái công việc đi kéo xe nha các bạn. Không biết là giờ này tôi thương nó tận đây luôn. Mấy con xe kia thì đậu đúng cái con xe đỏ ngay chỗ đó là của bên mấy đồng chí trong cảnh sát các bạn. Mình không có cẩu được mấy con xe đó ha, mình chỉ có cẩu mấy cái phạm quyền ở bên ngoài thôi. Mấy con này mà tôi mới làm công an là tôi bắt nó lâu rồi, tôi bắt nó ói tiền ra rồi, nó đi ngược chiều đó. Tại vì tôi đang làm cẩu xe thôi, tôi làm dân đen cho nên là tôi không có ưu quyền đó thôi. Dạ, bình thường á cái chỗ này là các bạn là cái chỗ mọi người đậu xe rất lung tung luôn, nhưng mà hôm nay đậu xe lại đúng. Ơi bây giờ mình đi tội phạm bị truy nã luôn, quay buôn bán tàn trữ chất cấm gắt vậy, có truy nã luôn các bạn ơi. Có xe các bạn, có xe trắng đẹp vậy, mình vô kho này á, bây giờ nếu không có camera mình vô mình kéo được không ta? Xe trắng thì bị ngon luôn á. Đâu rồi? Kìa kìa, ôi con xe trắng kìa. Ê có người các bạn ơi, từ. Ôi con xe trắng kìa. Ôi, con xe trắng hơi bị ngon luôn. Có người, không có người đi cẩu được rồi. Ôi. Đi đứng cái cột ơi. Ê thằng này, mày nhìn mặt quen lắm. Dạ. Thằng này nhìn mặt quen vậy? Alo, cái gì? Bữa tao bắn mày rồi mà sao mày còn ở đây? Kệ em đi trước đi. Mày làm gì chổng vậy? Lẹ. Tụi tao tìm em không bắn anh ở đâu. Thôi, cái mặt rì gian đó bây giờ ai mà tin được. Bữa mày cầm súng mày chỉ anh. Trong khi anh giúp mày, cứu mày biết bao nhiêu lần. Lần này nữa là 3-4 lần rồi đó. Làm gì chổng mày bắn nhờ? Tụi em thấy xe đẹp định vô, định cẩu đi mà ai ngờ đâu rồi bị bắn rồi. Xe kia nó có dí theo không vậy ta? Không biết nữa. Quay làm gì, làm gì chổng? Nó có một thằng kia mặt nó bảo là em không hoàn thành nhiệm vụ, giết ông My để ông My chạy thoát hay gì á. Rồi, nói thằng nào, nói cho xin cái tên luôn. Em không biết nó che mặt, em bao giờ em được gặp đâu, em nhận lệnh là giết ông My nhưng mà em không bao giờ em được gặp mặt nó. Cái giọng em còn không biết nữa mà. Ok. Hai thằng nói chuyện nhưng mà thật ra không nói chuyện, tôi nhắn tin qua điện thoại nên giọng nó không cho với em biết luôn mà. cũng rảnh ha. Giờ về đồ sáng không? Về đồ sáng bắt mình luôn nha. Cái tội bữa không, chỉ súng vô. Không chỉ súng chơi đâu, súng nước. Súng nước mà bắn được bi nằm xuống là cũng súng nước hay đó. Biết tin gì chưa? Tin gì ạ? Bị chỗ mà đó, bị được thả đó, biết tin chưa? Chết, em không đi sang em chết. Mày bắn mà, anh đâu có bắn đâu. Trời ơi, giờ thả mày đâu ta? Mày vô đây trốn đỡ đi, vô đây. Rồi, trốn nó đi. Có gì liên hệ thì sao? Xuống, lẹ, tao báo công an đi ngang kìa. Báo công an bây giờ xuống. Đang làm nhiệm vụ. Cho chừng nha mày. Tự nhiên đi đâu dính á, thằng quỷ cổ hồn đó các bạn. Hôm bữa nó bắn mình nhưng mà nó bắn không được, nó hết đạn. Hay là gặp nó, nhưng mà cái con xe trắng nó kia nó làm cho một cái thế lực nào đó. Vậy là còn một thế lực đứng sau đó nữa, điều khiển cái thằng quỷ đó. Còn thằng quỷ đó nó trà trộn một con đột nhập như mình. Mà đợt đó nó muốn giết mình luôn mà, tại vì hết đạn thôi cho nên là nó không có xử lý được mình. Xe trắng nó còn kìa, từ. Alo. Gì đó à? Sao sếp ơi, em đây. Sao sếp ơi? Dạ. Làm ăn bên đây thế nào rồi? Nay bắt được mấy con bò sếp ơi. Đang đi cẩu xe nè sếp, mới vô bị hành, bị đì quá, đi cẩu quá trời xe luôn. Nhưng mà cái quan trọng nhiệm vụ tôi giao anh được chưa? Được sếp, em bây giờ em đang trà trộn vô nè sếp. Con xe đậu sai rồi các bạn. Ở đây cho xem phần quà trước. Quà gì sếp? Ơi, tôi xem tin tức được thì đưa luôn cho anh. Được. Có hàng mới mới nhập về. Rồi, bây giờ em sếp đang đâu để em tới em qua em xem. Ở gần banh á, có cái hotel đó.
kiếm năm sao đó. Sếp ơi, sếp ơi, sếp mình hẹn chỗ nào nó em muốn ngồi xe nó yên ổn sếp ơi, ngồi cái công việc này mình phải ngồi lâu quá sếp. Rồi chạy xe mệt lắm sếp, đừng có rủ em vô vậy, tội nghiệp em. Để em chạy lên ngân hàng đi sếp ơi. Ờ, ra ngân hàng em kiếm tôi đi. Để xíu. Sếp ở khúc ngân hàng đó hả sếp? Ờ, gần chỗ tiệm xăm nữa. Tiệm xăm rồi, em thấy là hình trái tim. Đâu, trước cửa chờ đấy. Ok. Bye sếp nha. Ừ. Ừ, chứ, cái két. Đâu rồi. Ủa, ông đâu? Ủa, ông đâu? Ông kêu ông ở trước, gần ngân hàng, gần cái chỗ xăm, mà thấy con xe nó cù bắp mà. Ủa, bình thường ông đi con xe, ông phải đi xe ngon chứ, lại sao ông lại đi con xe cù bắp như thế này được ta? Ngân hàng nè, để mình lượm một vòng xem. Ông này ông lừa mình à? Hay là ông tới rồi mà ông... Ở đây nè, ủa? Sao... phải không vậy? Không, xe này, ý, xe này mình cẩu về được á, nhưng mà con xe đó nó chủ chủ à, đây nè, thằng đang đen này đúng không? À đây. Alo sếp, em đây sếp ơi. À đù. Nay cậu được mấy xe rồi? À, nay cậu cũng được vào 4 chiếc á sếp. Mà cậu có được chiếc đầu mà nó dí em như con bò luôn. Ây. Xe có mới hả sếp? Xe mới hả sếp? Mới nhập phượng cạn về chạy tới đây luôn á. Đúng là quân đội, khác hay là quân đội. Ngoài cái việc mà đi bắn lộn ra còn có việc nhập xe mà không ai biết nữa ha. Ngon hả sếp? Em mượn chạy thử được không sếp? Ôi, bên trong cái miệng nha. Ok, đi. Xem. Ủa là này, cái này là cái phần quà của em đúng không? Phần quà đó, mà xem bên tin tức nó hiệu quả như thế nào đó. Vậy tin tức hiệu quả mà sếp từ từ phải có tin tình báo chứ. Ủa sao tự nhiên em vô mà nó cho em ngồi cái bên. Sếp muốn đi chơi vòng em chở sếp đi. Các bạn nhìn thôi đi mình đi. Mày test xe nguy hiểm lắm. Vậy là xe này của em đúng không? Tôi vô hotel với người yêu nữa. Đi. Bye bye sếp. À thì ra đây là cái hotel hả? Con này là Fanny đúng không ta? Fendi Super Sport hay Hyper Sport gì đó. Một con xe rất là hiếm trong cái dòng của Lincoln Hyper Sport các bạn. Hôm bữa các bạn đoán với mình là nhiều bạn đoán con Lincoln lắm, nhưng mà lại không có bạn nào đoán cái con này. Hầu như các bạn chỉ đoán là Bugatti nè, rồi McLaren, rồi Lamborghini, rồi mấy cái xe hiếm hiếm hơn là Lincoln thôi. Nhưng mà không thấy bạn nào đoán cái con này hết trơn á các bạn. Ôi, nó đẹp thực sự luôn. Xin nhanh xem. Ôi, nó có nhớ tự động không kìa. Ui, ở cái gương mình có xi nhan nữa kìa. Tại sao mình nó xi nhan nó lệch lệch ta? Các bạn thấy nó bị lệch lệch không? Nó bị xiên vẹo vẹo không? Đó. Ừ, nhưng mà cái form xe này mình nhìn nó giống cái con xe màu trắng, nhưng mà con xe màu trắng nó vẫn còn ở trong hầm đó. Rồi con xe này nữa, nhiều cái khó hiểu vậy các bạn. Ui, cánh gió kìa. Bên trong nè các bạn ơi. Ui, ngon vậy. Bên này có đồng hồ tốc độ luôn, 200 mấy, xe zin chưa độ. Oh my god, wow. Xe này xe hiếm nha mọi người. Cái gương này hình như mình mở được đúng không ta? Đây coi, có nhiều sử dụng, nó có cách mở cái gương này nè các bạn ơi. Ê kìa, nó mở ra. Ui, có cái gương, ê các bạn. Ôi. Gặp vô được không? Thường thường ở trong GTA 5 này nó chỉ có vài nút thôi các bạn. Coi gặp vô được không? Ủa, mở ra được mà sao nó gặp vô được? Gương điện kỳ vậy? Ê! Ê! Mình thấy nó mở ra được, nhưng mà nó lại không gặp vô được. Cái gương nó siêu nét luôn. Còn cánh gió tự động nữa kìa. Mày thấy không? Cánh gió tự động, hai bên nó cánh gió nhỏ xíu luôn. Rồi có một cánh gió bự ở phía sau nữa. Khi mà thắng nó đưa lên nè. Hấp dẫn. Rồi thôi, vậy thì video này mình sẽ tạm dừng ở đây. Rất là cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video này của GTA Roleplay này, và hẹn gặp tập sau ha. Thì các bạn thích những cái video như thế này và những series như thế này, đừng quên like cũng như đăng ký kênh của mình và comment phía dưới nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chào các bạn. Bye bye.